Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tháng, em xin kính chúc các bác một tháng mới thật nhiều sức khỏe các bác nhá, và công việc tất cả mọi thứ thuận lợi. Được chưa? Thì tiếp theo các sản phẩm ngày hôm nay em về có 5 bộ mic BBS mã là S130GS, một dòng mic 6 số tự ngắt rất cao cấp của BBS. Ngày 1 đầu tháng em có 5 bộ sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác. Được chưa? Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác vui vẻ cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Đây, và đặc biệt đây, ngày hôm nay em có 5 bộ mic BBS S130GS. Đấy, sẽ giảm giá và khuyến mãi trực tiếp trong cái dịp đầu tháng, trong ngày đầu tháng này gửi tới cho các bác, được chưa ạ? Đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm như các bác nhá. Đấy, mã mic S130GS, một dòng mic phiên bản cao cấp của BBS các bác nhá, một dòng mic đời cao của BBS, được chưa ạ? Đấy, 6 số có tự ngắt. Đấy, các bác biết bên em rồi, những cái dòng mic BBS em về cho các bác, hàng rất là đẹp, hàng rất toàn bộ là hàng em tuyển chọn các bác nhá, rất là đẹp và chất lượng. Đây, đầu thu đây các bác có thể thấy này, cực kỳ đẹp và chất lượng các bác nhá. Đây, mặt sau sản phẩm này các bác, nó sẽ không có được nguồn này, nguồn vào này, con này là anten liền các bác nhá. Đấy, rắc 6 ly. Đấy, các bác lưu ý nhá, khi cắm rắc những cái dòng này thì các bác cắm rắc 6 ly xuống vang hoặc âm ly, các bác cắm vào đường giữa cho em. Được chưa? Thì nó sẽ ra cả hai vế, còn bác cắm vào đường này thì nó chỉ ra tiếng mic của một vế bên này thôi. Đấy, các bác lưu ý cái này giúp em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay em có 5 bộ, đầu tháng sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác. Đấy, và như tiêu đề em đã thông báo ấy, 5 bộ mic này em sẽ giảm giá và tặng kèm luôn cho các bác một bộ pin sạc, được chưa ạ? 5 bộ duy nhất các bác nhá. Em sẽ giới thiệu qua chi tiết sản phẩm trước, sau đó sẽ báo giá cho các bác. Đây, ruột gan chi tiết sản phẩm các bác nhá. Các bác theo dõi mic BBS của bên em thì các bác đã biết rồi, và chất âm của dòng này cho ra rồi, tiếng nó hát rất là thật tiếng và dày tiếng các bác nhá. Đấy, và khi hát lớn không bao giờ bị vỡ tiếng đối với dòng mic BBS này, được chưa? Hát nó rất là dày tiếng. Đấy, chi tiết linh kiện các bác có thể thấy này. Đấy, ruột gan này các bác nhá. Đây, lô này thì sản xuất là tháng 4 năm 2015, được chưa? Tháng 4 năm 2015 các bác nhá. Hàng rất là đẹp và chất lượng. Đấy, các bác có thể thấy dòng mic bãi, nhưng mà từ đầu thu đây rất là đẹp và chất lượng các bác nhá. Tai mic đây các bác. Đấy, và đặc biệt em có 5 bộ duy nhất, ngày mùng 1 đầu tháng này em sẽ giảm giá khuyến mãi cho các bác, tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc, được chưa? Sẽ gồm một lốc sạc, gồm một lốc sạc và hai đôi pin đây các bác nhá. Đấy, đây lốc sạc nó sẽ như này và hai đôi pin, được chưa? Các bác dùng pin sạc này thì các bác dùng thoải mái. Dòng này 1200 mAh, các bác hát khoảng 4 tiếng. Đấy, 4-5 tiếng thoải mái luôn, được chưa? Đấy, mùng 1 đầu tháng duy nhất em có 5 bộ thôi. Đấy, sẽ giảm giá cho các bác nhá. Rồi, các bác ủng hộ cho em xin nút like nhá và đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Đây, hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác 5 bộ mic BBS S130GS, một dòng đời cao này. Đây, dòng mic 6 số có tự ngắt các bác nhá. Đây, các bác xem tay mic này, hàng còn rất là đẹp luôn. Đấy, dòng này thì tất cả em bao zin bao đẹp cho các bác, em có 5 bộ duy nhất khuyến mãi ngày đầu tháng cho các bác thôi. Đấy, thì các bác ủng hộ cho em xin nút like nhá. Đấy, thì ngày đầu tháng này em sẽ có 5 bộ mic BBS này. Các bác nhìn tay tay mic này, còn rất là đẹp luôn, tay đuôi chuột luôn các bác nhá. Tay mic đuôi chuột, được chưa? Rất là đẹp. Đây, côn mic đây các bác. Đấy, vì côn BBS các bác nhá. Hàng tất cả em bao zin bao đẹp cho các bác luôn, được chưa? Đấy, sau đây em sẽ alo qua tiếng mic nhá. Sau đây em sẽ alo qua tiếng mic để các bác nghe được cái chất âm, các bác nghe được chất âm của dòng mic BBS này. Đây, các bác thấy tay mic, từ tay mic đầu thu xước sát nhỏ này thì không thể tránh được đối với hàng bãi, nhưng mà thế này nó rất là đẹp rồi. Đây, em sẽ alo qua tiếng mic nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 6, 7, alo. Đấy, các bác nghe cái chất âm dòng này thì bao chất âm thì các bác hát nó rất là dày tiếng các bác nhá. Dòng này tiếng nó rất là dày tiếng, được chưa? Đấy, và hát nó rất thật tiếng, và khi hát lớn không bao giờ bị vỡ tiếng đối với dòng mic BBS này. Đấy, ngày hôm nay em có bộ 5 bộ duy nhất các bác nhá, 5 bộ duy nhất khuyến mãi đầu tháng cho các bác. Đấy, tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc. Đấy, gồm một lốc sạc và hai đôi pin đây. Đấy, được chưa? Đấy, và em xin báo giá này, giá em cầm tử tới các bác ngày hôm nay, ngày mùng 1 đầu tháng, chỉ có 2.400.000 đồng một bộ mic BBS S130GS, một dòng mic đời cao 6 số có tự ngắt của BBS các bác nhá.
hàng bãi xịn, tất cả em bao zin bao đẹp cho các bác, được chưa? Có 5 bộ duy nhất 2.400.000 đồng, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối chống lăn cho các bác, bảo hành 6 tháng và tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc. Đấy, chỉ có 5 bộ duy nhất trong ngày mùng 1 đầu tháng này thôi các bác nhá, được chưa? Thì các bác nào chốt mic BBS S130GS này thì nhắn tin hoặc gọi điện cho bên em qua số điện thoại 0943 982 889 các bác nhá. Đấy, chốt mic BBS giúp em, được chưa? Em chỉ có 5 bộ duy nhất thôi, tặng kèm cho các bác pin sạc. Đấy các bác nhá, tặng kèm cho các bác pin sạc đây, gồm một lốc sạc và 2 đôi pin. Đấy, rất là chất lượng, hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác, được chưa? Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy rồi, rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nhá. Rồi các bác cho em xin nút like và đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em nhá. Đấy, và hẹn các bác ở những clip tiếp theo. Và ngày hôm nay đầu tháng em giảm giá cho các bác 5 bộ. Đấy, mic BBS S130GS giá 2.400.000 bao ship tặng dây jack kết nối, bảo hành 6 tháng, tặng kèm cho các bác một bộ pin sạc, được chưa? Đấy, rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em nhé.